các ngươi phải nên tự mình tinh tấn siêng tu, nỗ lực tự cầu công đức bản thân, cắt đứt sanh tử, giảng sanh về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Đến được lúc đó, các người tự nhiên hoàn toàn có thể lìa bỏ lục đạo luân hồi ở thế giới ta bà. Các cửa vào đường ác tự nhiên đóng chặt. Thế giới cực lạc đó là hơn hẳn tất cả, đơn giản dễ làm. Người giảng sanh về thế giới cực lạc đều không trái nghịch, thuận theo bản tánh, chí hướng như hư không, siêng tu thành quả Phật, có thể đạt được sống lâu không già. Tuổi thọ và niềm vui đều không có giới hạn. Tại sao phải tham đắm cái mà thế gian gọi là lợi ích ở thế giới ta bà này? Phiền não vô tận, vô thường thế gian lại mãi dài dò. Mọi người trong thế giới ta bà này đều đi tranh giành sự và vật không liên quan gì tới mình. Ở trong đời ác năm thứ ô trược đau khổ vô cùng này, lao động vất vả, làm ăn khổ cực để mà sinh sống. Người sang cả, kẻ thấp hèn, người nghèo khổ, kẻ lắm tiền, người trẻ, kẻ già, nào nam, nào nữ, trăm phương ngàn kế, cam chịu bị tâm tham dục bản thân sai khiến. Không có ruộng đất thì muốn có ruộng đất, không có nhà cửa thì muốn có nhà cửa, không có gia đình tài sản thì lại muốn có gia đình tài sản. Bất kể là chưa có được hay là đã có được rồi, thảy đều lo lắng khổ sầu. Có được một thứ rồi lại còn muốn thêm hai thứ. Khi đã tích góp được một số nào đó rồi lại lo sợ bị mất, lo sợ gặp phải lũ lụt, hỏa hoạn, trộm cướp, vân vân, lại sợ kẻ thù giết hại, chủ nợ bức bách. Trong lúc lo sợ, tâm keo kiệt theo đó tăng trưởng, càng ngày càng bảo thủ, khó mà bỏ được. Đợi đến lúc họ chết đi, tất cả tài sản đều không thể mang đi theo được với mình. Người nghèo và kẻ giàu đều không có gì khác nhau cả, ai cũng sầu khổ, muôn thứ không cùng. Người dân ở thế giới ta bà này, giữa cha và con, giữa anh và em, giữa vợ và chồng, bà con họ hàng phải nên kính trọng lẫn nhau, hòa thuận với nhau, không nên ghen ghét đố kỵ nhau, phải nên giúp đỡ cứu giúp lẫn nhau, không nên tham lam keo tiết bất cứ vật gì. Lời lẽ ăn nói với nhau phải nên hòa nhã vui vẻ, tôn kính lẫn nhau, không nên xung đột mâu thuẫn với nhau. Nếu xảy ra tranh cãi, trong lòng sẽ mãi thù hằn không dứt. Nếu sự thù hằn này càng ngày càng mạnh, cuối cùng ắt sẽ tạo thành
thù oán sâu nặng. Việc của thế gian nếu cứ hoàn toàn tương báo thì có thể không có hồi kết, dẫn đến hai bên đều bị thương tổn. Dù cho có khi báo ứng chưa xuất hiện ngay, còn cho rằng mình được lợi hơn người, nào biết đâu nhân quả rõ ràng, chẳng sai một mảy. Một khi báo ứng xuất hiện, có hối hận cũng không còn kịp nữa. Con người chìm đắm trong tham dục tình ái, một mình đến, một mình ra đi, một mình duy nhất, sướng khổ tự chịu, không ai có thể thay thế. Quả báo thiện ác như bóng theo hình, mỗi người ở trên đời những nghiệp đã tạo đều riêng khác nhau. Nếu muốn gặp lại thật không thể được. Sao không nhân lúc còn khỏe mạnh nỗ lực làm lành? Chẳng lẽ đợi đến lúc lực bất tòng tâm thì mới than vãn hay sao? Người ở thế gian này không biết đâu là thiện, đâu là ác. Do đó thường dựa vào cách nhìn riêng mình đi làm đủ việc, gây ra lành dữ hòa phúc. Những kẻ này thân tâm ngu muội, thần trí mê mờ, nghe theo mấy thứ tà thuyết ngoại đạo, cách nhìn điên đảo như vậy liên tục không dứt, trở thành nguyên nhân dẫn đến sanh tử luân hồi. Sanh sanh tử tử, tử tử sanh sanh, căn bản ở vô thường. Do không thể phát sanh lòng tin với Phật pháp, không thấy rộng xa, bị đủ thứ ham muốn thúc đẩy, mà chỉ một lòng tìm cầu niềm vui thế tục trước mắt, chìm đắm trong sân giận oán hận, tham mê tài sản và đủ mọi thứ hình sắc, mãi chẳng chịu dừng. Thật là đau lòng xót xa thay. Người ở thế gian này, người lớp trước ngu muội, không biết Phật pháp, không hiểu đạo đức, không chỉ dạy cho thế hệ sau, đời này đời sau mãi theo nghiệp ác, đến nỗi tạo thành hậu quả làm ác, chịu báo ứng đời đời kiếp kiếp. Điều này cũng không có gì kỳ lạ cả. Những kẻ này đối với sanh tử luân hồi trong sáu đường, thiện ác báo ứng như bóng theo hình, không tin vào quy luật chân lý vũ trụ, còn cho rằng không có nhân quả báo ứng. Những kẻ này cũng thường nhìn thấy hoặc nghe nói có người sanh già bệnh chết, hoặc là con cái chết đi cha mẹ khóc lóc, hoặc là cha mẹ chết đi con cái khóc lóc, anh em chồng vợ, mức độ đau thương cũng chỉ có hơn chứ không kém. Người sống kẻ chết quyến luyến lẫn nhau, bị cái nút thắt ân ái đau buồn cột chặt, không có lúc nào cởi ra. Tưởng nhớ nỗi ái niềm ân khi trước, tình thân bạn hữu, thật ra đều do sắc dục chi phối, không thể suy nghĩ tường tận, hiểu thấu chân tướng việc đời, mà dốc lòng chuyên cần tu hành Phật pháp. Đời người ngắn ngủi khổ đau, chớp mắt một cái đời kế tiếp lại đã bắt đầu rồi.
đợi đến tuổi thọ đã hết thì không còn làm gì được nữa. Thở than vô ích. Người ở thế gian này, đối với các phương pháp lìa khổ được vui mà Phật đã dạy, không thể lý giải chính xác. Người mê mùi thì có rất nhiều. Người thật sự hiểu thấu chân tướng cuộc đời, đạt được giải thoát rốt ráo, thì lại như lông phượng sừng lên. Những kẻ này lúc nào cũng đều tính toán cách nào để làm hại người khác. Tính ác rành rành, ngông cuồng sanh sự, trái ngược đạo đức trời đất, làm nhiều điều ác. Số mạng đã định của kẻ ấy chính là bị lột da đầy vào trong ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, chẳng có ngày ra. Các ngươi phải nên suy nghĩ tường tận, tránh xa các nghiệp ác, chọn làm việc lành, siêng năng tu hành, giàu sang danh giá không mãi lâu dài. Duyên phận vừa hết liền bỏ thân này mà đi, thật chẳng có gì vui vẻ đáng nói cả. Các ngươi phải nên siêng năng tinh tấn, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Sau khi sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, trí tuệ của các ngươi mới có thể thấu đạt, công đức mới có thể thù thắng. Nhất thiết không được tùy theo ham muốn, phụ bỏ kinh giáo giới hạnh, rớt sau người khác. Bồ Tát Di Lặc nói: lời dạy của Phật vô cùng sâu sắc, khéo hay vô cùng. Con nhờ có ơn lớn từ bi của Phật mới có thể thoát khỏi biển khổ sanh tử. Phật là vua pháp trong ba cõi, là bậc tôn quý nhất trong hết thảy trời và thánh nhân. Pháp mà Phật đã nói quang minh chiếu thấu, thông suốt vô cùng. Phật là thầy của tất cả trời người. Đời này có thể gặp được Phật ở đời giáo hóa, lại được tận tai nghe danh hiệu Phật A-di-đà, cảm thấy vô cùng hoan hỷ. Tâm chúng con cũng nhờ đó mà được khai sáng. Thích Ca Mâu Ni Như Lai nói với Bồ Tát Di Lặc: người cung kính Phật là người đại thiện. Người này phải nên xưng niệm danh hiệu Phật, quán tưởng mười đức hạnh lớn vô thượng của Phật: vô thượng sĩ, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, ứng cung, Phật, Thế Tôn. Trừ hết hoài nghi ngờ vực, nhổ sạch các thứ ái dục, diệt tuyệt mọi nguồn gốc ý niệm ác độc. Cho dù có lên đến ba tầng trời, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, trong thế gian phàm tục cũng không có gì có thể chướng ngại. Cũng có thể chỉ dẫn Phật pháp chánh đạo cho chúng sanh, quá độ hữu tình chúng sanh còn chưa được quá độ.
Các ngươi nên biết, chúng sanh mười phương thế giới từ vô lượng kiếp đến nay cứ trôi lăn qua lại trong sáu đường: trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục, sâu khổ không dứt, luôn bị đau khổ của sanh, già, bệnh, chết dày dò trói buộc. Cái thân này tanh hôi, chứ nào có sạch sẽ gì. Thật chẳng có gì đáng gọi là vui thích cả. Các ngươi phải nên dũng cảm quyết định rửa sạch dơ bẩn trong tâm, nói năng hành động phù hợp với trung, hiếu, nhân, nghĩa, tâm khẩu như một. Sự tích Phật A-di-đà. Tập 6. Sau khi tự độ, lại chuyển thân cứu tế chúng sanh trong biển khổ, tha thiết phát nguyện tích lũy căn lành công đức, dù phải dùng thời gian cả đời này để nỗ lực tinh tấn tu hành, nhưng giảng sanh lại là chuyện trong một cái chớp mắt. Sau khi giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, thọ hưởng niềm vui vô cùng vô tận, hoàn toàn dứt sạch nhân ác cội rễ của sanh tử khổ đau, không còn vướng mắc trong phiền não âu lo, có thể được tuổi thọ dài đến ngàn vạn kiếp, thần thông tự tại, tất cả đều được tùy theo mong muốn. Vì vậy các ngươi phải nên tinh tấn tu hành, trước sau như một nỗ lực thực hiện nguyện vọng giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc này. Không nên hoài nghi, không nên hối tiếc, để tránh bản thân bỏ lỡ thời cơ, tạo thành tội nghiệp, mà đến lúc giảng sanh lại phải đến vùng biên địa của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ở trong thành bảy báo dành cho chúng sanh nghi ngờ trí tuệ của Phật, trong thời gian 500 năm đều không nhìn thấy Tam Bảo Phật Pháp Tăng, không nghe kinh điển Phật Pháp, chịu rất nhiều khổ nạn. Bồ Tát Di Lặc nghe đến đây nói rằng: hôm nay nghe được lời dạy sáng suốt của Phật, con và mọi người nhất định chuyên tâm tu hành, tinh tấn học tập, tiếp thu lời Phật dạy, thành tâm làm theo, không dám mảy may nghi hoặc. Phật nói với Di Lặc Bồ Tát: các ngươi có thể ở trong đời ác năm thứ ô trược này, chấn chỉnh tâm ý bản thân, không làm các loại nghiệp ác, có thể gọi là có đức lớn. Tại sao lại nói như vậy? Vì trong mười phương thế giới của chư Phật, thiện nhiều ác ít, dễ dàng tiếp thu giảng dạy giáo hóa. Duy chỉ có thế giới Ta Bà đầy dẫy năm món ác này là khổ nhất mà thôi. Hiện tại ta làm Phật ở thế giới này, giáo hóa chúng sanh, muốn làm cho chúng sanh dứt bỏ năm ác, năm thống khổ, năm thiêu đốt, hàng phục tâm si mê của chúng sanh, khiến chúng sanh giữ được năm điều thiện mà được phước đức. Năm điều này là những gì? Một là chúng sanh ở thế gian này chuyên làm đủ loại việc ác, lấy mạnh hiếp yếu,
kẻ mạnh nhiều lại hiếp kẻ mạnh ít, luân phiên ức hiếp lẫn nhau, tàn hại sát thương, cá lớn nuốt cá bé, không biết làm lành. Về sau nhất định chịu đủ thứ trừng phạt, hứng chịu quả báo tương ứng. Nên mới có người nghèo khổ ăn xin, có kẻ không con không cái, hoặc thiếu cha mất mẹ, có người điếc, kẻ đuôi, câm ngọng, dở hơi, có kẻ đần độn, có người tàn phế, có kẻ điên khùng. Đây đều là do đời trước không tin Phật, không làm lành, không tích đức, nên phải chịu trừng phạt tương ứng. Nhưng trong đời này cũng có người sang cả, người giàu có, người thông minh tài đức, có người được nhiều người kính trọng, có người trí dũng song toàn, có người phước huệ đầy đủ. Đây cũng là do kết quả của đời trước từ bi hiếu thuận, làm lành tích đức. Có thể nhìn thấy thực tế trên đời, có người làm việc xấu ác, nên sau khi chết đi liền chuyển kiếp xuống âm phủ, chuyển sang thân khác theo mức nặng nhẹ của tội ác mà thay đổi hình dạng ban đầu, luân hồi trong lục đạo, trầm luân trong chỗ càng thấp kém hơn. Vì thế mới có địa ngục, cầm thú, loài biết bay, loài bò sát, giống như pháp luật thế gian. Đối với tội trạng khác nhau thì có hình phạt khác nhau. Có kẻ bị nhốt trong nhà tù, chịu đủ đau khổ cực hình, thần thức theo xoay chuyển của nghiệp lực không ngừng rơi vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Bất kể tuổi thọ ngắn dài, cứ như bóng theo hình, dây trả lẫn nhau, nghiệp báo chưa hết, không cách nào cắt ra. Những nghiệp lực này làm cho luân chuyển đi đi lại lại trong đường ác, trải qua thời gian dài đằng đẵng, cũng có thể giải thoát. Khổ không nói được. Quy luật nhân quả là quy luật căn bản nhất của vận hành vũ trụ. Cho dù trong khoảng thời gian ngắn không thấy có báo ứng, nhưng báo ứng này cuối cùng cũng có lúc phải chịu. Thứ hai, chúng sanh ở thế gian này không tuân theo pháp luật và quy định, phung phí dâm loạn, ngang tàng phóng đãng, buông thả dục vọng. Cấp trên thì không có tài đức, đương chức lại không nghiêm chánh bản thân, vu cáo xử quan người khác, hãm hại người tốt, ăn ở hai lòng, đầu cơ trục lợi, giả dối, còn mưu sâu kế độc. Những kẻ có chức có quyền, những người hèn mọn, cùng với đủ loại người, đều là lừa dối lẫn nhau, sân hận ngu mê, cứ nghĩ hại người lợi mình, lợi càng nhiều càng tốt.
vì lợi hại thắng thua, tính toán lẫn nhau, kết thành oán hận, lại chuyển thành thù, cho đến rốt cuộc nhà tan người mất, không chút kiêng dè báo ứng trước sau. Những người giàu có tham tiếc keo kiệt, không chịu bố thí cho người, ái dục nặng nề, lòng tham sâu nặng, cực thân khổ tâm, cứ như vậy mãi đến chết mà tất cả tài sản lại không thể mang theo. Nhưng những nghiệp lực tương ứng thiện ác quả phước này lại bám lấy dai dẳng đời đời kiếp kiếp. Nghiệp lực này làm cho hưởng vui sướng trong ba đường lành, hoặc làm cho đọa vào ba đường ác chịu khổ. Lại nữa, có người thấy người khác làm lành, không những không học tập, lại còn căm ghét phỉ báng người ta, lại ôm lòng trộm cắp, luôn tính toán lấy của người ta để cho bản thân hưởng dụng, dùng hết rồi lại đi trộm cướp tiếp. Việc này đương nhiên không chạy khỏi nghiệp lực lôi kéo, cuối cùng sẽ dẫn người như vậy vào trong đường ác, khiến cho phải chịu vô lượng khổ đau trong ba đường ác, luân chuyển trong đó, khổ không kể xiết, khó có ngày trả. Thứ ba, chúng sanh thế giới ta bà này do nhân nghiệp thiện ác mà đến, cái thế giới này lại có thể sống được bao lâu chứ? Những người bất lương, ý nghĩ đen tối, thường mang lòng xấu ác, luôn chìm đắm trong dâm dục phóng đãng, lửa dục nung đốt, những hành vi dâm tà trụy lạc, xấu ác hiện ra bên ngoài. Những hành vi như vậy không những dẫn đến hao mòn tài sản, mà những việc này còn không hợp đạo đức, vi phạm pháp luật, tất gặp ác báo. Những việc đáng theo đuổi phấn đấu thì lại không chịu đi làm. Lại nữa, có người chỉ lo kết bè kết đảng, tham gia đủ thứ hội đoàn, phát động chiến tranh, công kích lẫn nhau, giết hại xâm lấn, dùng vũ lực uy hiếp cưỡng đoạt tài sản người, rồi mang đồ cưỡng đoạt đó đem về cung phụng vợ con, chạy theo dục vọng mà không biết mệt, bị người đời tức giận chán ghét, rồi rốt cuộc cũng bị tai họa mà chịu vô vàn khổ đau. Loại người ác này giờ tuy là người, nhưng đã bước vào hàng ngũ ma quỷ. Thần linh sẽ ghi chép những hành vi tội ác này, một khi nhân duyên đến lúc, liền bị đọa vào trong ba đường ác, bị hành hạ trong khổ đau vô cùng vô tận, luân chuyển trong ba đường ác, khổ đau không thể nói hết, không có ngày ra. Thứ tư, chúng sanh thế giới ta bà không chịu làm lành, lại hay gây chuyện thị phi, lời lẽ thô tục, giả dối khoác lác, nịnh hót lòn cuối, ganh ghét đố kỵ tài đức người hiền, làm tổn hại danh tiếng người tài đức, không hiếu thảo cha mẹ,
không tôn trọng thầy dạy, không coi trọng tín nghĩa với bạn bè, có được thành thật, tự cao tự đại, tự cho rằng mình là cao nhân đắc đạo, ăn ở ngang ngược, ỷ thế hiếp người, muốn làm cho mọi người nể sợ mình, không biết xấu hổ, khó có thể hàng phục giáo hóa, ngang tàng kiêu ngạo, chỉ do chút phước đức đời trước có được mới chưa bị nạn ngay. Đời này kiếp này làm nhiều việc ác, phước đức có được đời trước cuối cùng sẽ bị tiêu hao gần hết. Khi tuổi thọ đã hết, các loại nghiệp ác đã làm trói lấy thần thức, đem đến âm phủ. Tiếng xấu và nghiệp ác đã làm của người đó đều được ghi chép ở chỗ thần linh. Các nghiệp ác và tội lỗi lôi kéo người đó, làm cho không thể thoát thân, chỉ đành phải đi theo, rơi vào trong ngục lửa dạt dầu sôi. Thân tâm bị đập nát, tan tành nát dụng, tinh thần và xác thịt đều phải chịu đau đớn vô cùng. Đến lúc này rồi thì có hối hận cũng không còn kịp nữa. Thứ năm, chúng sanh thế giới ta bà không chịu nỗ lực, thường hay hời hợt biếng nhác, không chịu làm lành, cũng không chịu sửa trị thân tâm, làm những nghề nghiệp chánh đáng. Con cái cứ để ngoài tai, chẳng thèm quan tâm lời dạy của cha mẹ thầy cô, hai bên giống như là quan gia đối đầu vậy. Con cái như vậy có cũng như không, dông ân phụ nghĩa, không biết báo đáp ân đức của cha mẹ. Có người còn buông thả bản thân, ăn chơi lêu lỏng, đam mê tửu sắc, dốt nát thô lỗ, ngang ngược lộng hành, làm sằng làm bậy, không biết đối nhân xử thế, không biết nhân nghĩa lễ phép, cũng không nghe lời người khác khuyên bảo. Có người khi thấy cha mẹ anh em bà con họ hàng có cuộc sống khó khăn, cũng không mảy may quan tâm, không chịu báo đền ơn dưỡng dục của cha mẹ, coi thường tình nghĩa bạn bè thầy trò, cử chỉ lời nói chẳng có chút thiện ý nào, không tin vào lời dạy trong kinh Phật, không tin vào nhân quả sanh tử, báo ứng thiện ác, ngông cuồng muốn hại thánh nhân, chia rẽ tăng chúng, tâm tối ngu si, lại tự cho mình rất là thông minh. Không biết từ đâu sinh ra, chết rồi lại đi về đâu. Không biết nhân ái hòa thuận, tưởng rằng sống lâu, không chịu tin theo lời dạy của người từ bi. Hết lời khuyên bảo khuyến khích, nhưng lại thờ ơ bỏ mặc những kẻ này tâm ý mê muội, không thể lãnh hội lời tốt ý lành. Khi tuổi thọ sắp hết mới cảm thấy hối hận sợ hãi, không làm lành sớm đến lúc này mới hối hận, liệu có tác dụng gì chứ? Trong trời đất phân rõ sáu đường: trời người, Atula ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Báo ứng thiện ác, quả phước nối nhau. Những việc thiện ác của bản thân, tự mình phải chịu quả báo tương ứng.
người nào cũng không chịu thay được. Người thiện làm việc thiện, đời này vui vẻ, đời sau cũng vui vẻ. Đời này làm phước bố thí, đời sau sinh vào nhà giàu sang. Đời này siêng tu phước huệ, đời sau sinh vào nhà danh giá. Kẻ ác làm việc ác, đời này làm người khác đau khổ, đời sau trở lại phải chịu đau khổ. Đời này ngu muội, đời sau trở lại sinh vào nhà ngu muội. Đạo lý trong đó chỉ có Phật mới biết rõ. Phật giảng nói cho mọi người cái đạo lý này, khuyên răn mọi người, nhưng chỉ có rất ít người tin vào điều này mà tu hành theo lời Phật dạy. Vì thế luân hồi sanh tử mãi không chấm dứt, lần lượt dẫn nhau rơi vào ba đường ác. Người giống như vậy thì có rất nhiều, khó thể kể hết. Vì vậy mới có vô lượng khổ sầu trong ba đường ác, khiến cho luân chuyển trong đó đời đời kiếp kiếp, trải qua vô số kiếp mà không ra được. Có thể giải thoát, đau khổ thật không kể xiết. Năm ác, năm khổ, năm thiêu như thế. Như ngọn lửa lớn thiêu đốt thân người, nếu có ai trong ngọn lửa lớn mà có thể chèn tâm giữ ý, chỉnh sửa tư tưởng hành vi bản thân, nói làm như một, tất cả việc làm đều xuất phát từ trong tâm, và làm tất cả việc lành, không làm việc ác, vậy thì có thể được giải thoát, được phước đức do làm lành. Sống mãi trong cảnh giới niết bàn, không sanh không diệt, đây là năm điều lành lớn. Phật nói với Di Lặc: năm ác, năm khổ, năm thiêu ta nói đây, luân chuyển sanh ra lẫn nhau. Nếu có người dám phạm phải thì nhất định phải chịu đủ đau khổ, giày vò trong ba đường ác: địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ. Hoặc là đời này bị bệnh tật hành hạ, cầu sống không được, cầu chết chẳng xong, khiến ai nấy có thể nhìn thấy quả báo của những việc ác như vậy. Hoặc là sau khi hết tuổi thọ rơi vào trong ba đường ác, buồn rầu đau khổ, độc hình tàn khốc, tự thiêu đốt nhau, ở chung với quan gia trái chủ. Khi còn sống trên đời, đánh giết thương tổn lẫn nhau, từ việc nhỏ nhặt kết thành khổ lớn. Nguyên nhân của ác báo này đều là vì tham lam của cải, lại không chịu bố thí, chỉ muốn bản thân được vui vẻ và thỏa mãn ham muốn bản thân, không quan tâm đến việc làm đúng sai phải trái. Do bị si mê tham lam trói buộc, tranh giành lợi ích với người, làm cho bản thân bị chồng chất quả báo. Cái gọi là giàu sang danh giá chỉ là cái vui tạm thời, không chịu nhẫn nhượng, không chịu làm lành, không lo tích đức,
oai quyền thế lực, không thể giữ mạng. Đến khi hết thời, lẽ trời sáng tỏ, liền theo những việc đã làm mà bị đọa vào trong đường ác. Từ xưa đến nay có rất nhiều chuyện như vậy, thật khiến phải đau lòng. Các ngươi đã nghe lời dạy của Phật, phải nên suy nghĩ thấu đáo đạo lý bên trong. Mỗi người tự tuân giữ làm theo giáo pháp, suốt đời đều không buông lơi. Kính trọng thánh nhân, tôn trọng người hiền, nhân từ bác ái, tìm kiếm phương pháp cứu giúp chúng sanh, nhổ bỏ dứt sạch cội rễ sanh tử và các loại tội ác. Phải nên tránh xa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ba chốn đau khổ vô cùng đáng sợ này. Các người làm lành trước tiên nên làm những gì? Trước hết phải nên chấn chỉnh thân tâm của bản thân. Tai, mắt, mũi, lưỡi cũng phải tự kiểm. Thân tâm trong sạch liền có thể tương ứng với thiện lành, không chạy theo ham muốn sở thích bản thân, không làm các việc ác. Lời nói, nét mặt phải nên vui vẻ hòa nhã. Hành vi của bản thân phải nên đứng đắn. Lời nói hành vi đều phải nên kiên nhẫn từ tốn, điềm tĩnh ung dung. Làm việc nóng vội tức sẽ thất bại, hối hận không thôi. Một khi sơ suất thì liền mất hết công phu đức hạnh đã tu hành từ. Các người phải vun trồng cội công đức, chớ nên phạm phải những giới cấm trên đời. Phải có đủ sức nhẫn nhịn, tinh tấn tu hành, giữ lòng từ bi. Các người ở trong đời ác năm món trược này, nếu có thể giữ gìn trai giới một ngày một đêm, công đức tích lũy được còn nhiều hơn công đức trăm năm làm thiện ở thế giới cực lạc của Phật A-di-đà. Tại sao lại nói như vậy? Vì ở thế giới Tây Phương cực lạc của Phật A-di-đà đã tích lũy đủ loại việc thiện phước đức, không hề có việc ác. Trong đời ác năm món trược này, tu thiện 10 ngày 10 đêm còn hơn tu thiện ngàn năm ở tịnh độ chư Phật phương khác. Tại sao vậy? Vì trong cõi của chư Phật, phước đức là có tự nhiên, hoàn toàn không có nơi để làm ác. Chỉ có cái thế giới ta bà hiện chúng ta đang ở đây, thiện ít ác nhiều, đau khổ phiền não mãi không ngừng nghỉ. Ta rất thông cảm xót thương tình cảnh các ngươi, vì vậy mới khổ tâm khuyên bảo dạy dỗ các ngươi, truyền dạy cho các ngươi đủ mọi thứ, phương pháp xa lìa biển khổ sanh tử. Hy vọng các ngươi suy xét tận tường mà làm theo lời dạy. Cho dù là thân phận gì, là nam hay nữ, bà con bạn bè, các ngươi đều phải giảng giải cho họ tất cả những điều ta nói, làm cho có thể kiểm tra lẫn nhau, chấn chỉnh lời nói hành vi của nhau, thuận hòa vui vẻ, giữ gìn phép tắc đạo lý.
thương yêu con cái, hiếu thuận cha mẹ. Như vậy, những việc đã làm đó, một khi vi phạm đạo lý trong kinh pháp thì liền hối lỗi, bỏ ác theo lành, sáng sai tối sửa. Giữ gìn giới luật được ghi trong kinh Phật giống như người nghèo khó tìm được vật quý không dám đánh mất. Sửa chữa việc ác trước đây, tu hành điều thiện ngày mai, trừ bỏ tánh xấu trong tâm, sửa đổi hành vi bản thân, tự nhiên cảm nhận được sức oai thần của Đức Phật, khiến cho mọi ước nguyện đều có thể thực hiện được. Những nơi Phật đến, dù là người dân ở trong nước lớn hay là ở nơi thôn quê hẻo lánh, đều được dạy bảo. Từ đó xã hội thuận hòa, không có xảy ra bất kỳ thiên tai gì, mưa gió thuận lợi, không có tai nạn, bệnh dịch cũng không, đất nước an ổn, cũng không có chiến tranh nữa. Cho nên chỉ cần giữ gìn luật lệ đạo đức, cai trị nhân từ, thì trong nước không có trộm cướp, cũng không có những tiếng phàn nàn, và không xảy ra những việc oan khuất. Giữa người với nhau mạnh không hiếp yếu, người người an lạc. Ta thương xót các ngươi hơn cả tình thương của cha mẹ đối với con cái. Ta thành Phật trong thế giới phàm tục này chính là muốn dùng thiện chuyển hóa ác, dẹp sạch nỗi khổ sanh tử, làm cho chúng sanh các ngươi được năm đức, nhập vào trong cảnh giới vô vi không chướng ngại. Sau khi ta nhập niết bàn, tất cả kinh pháp lìa khổ được vui, và đạo Phật sẽ dần dần biến mất. Chúng sanh sẽ gian trá giả dối nhiều hơn, lại làm điều ác, năm thiêu năm khổ lại sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Các ngươi phải nên đem lời nói của ta truyền dạy cho chúng sanh, làm thầy dạy chúng sanh, chỉ dạy chúng sanh. Và phải nên nhớ kỹ, đối với kinh pháp mà Phật đã truyền thụ, nhất thiết không được trái phạm. Bồ Tát Di Lặc chắp hai tay nói rằng: việc ác chúng sanh trên đời đã làm, cùng với nỗi khổ do việc ác ấy mang lại, giống như điều Phật nói, thật là có rất nhiều, rất nhiều. Nhưng mà Phật đối với chúng sanh vẫn đem lòng từ bi thương xót, tìm đủ mọi cách để làm cho chúng sanh thoát khỏi biển khổ. Chúng con tuân theo lời dạy tha thiết của Phật, không dám làm trái.